Anh đặt với anh Thắng đi đúng không? Cả năm anh không đi du lịch, anh có mỗi một đợt đi du lịch. Đang quay rồi đấy nhá. Bóng đâu em, để lấy cái bóng nào đấy, có bóng nào mới không? Không. Bây giờ cái bóng mới mà anh. Đánh bóng mới nó chuẩn. Bóng của anh nó khởi bóng mới nhưng mà ít chuẩn. Thế thì bóng giống thi đấu thật anh ạ. Sao anh ít kinh nghiệm nhé. Mà chỉ được với anh là cái miệng bóng nó giả. Đấy. Nhớ con ai không? Bóng thi đấu thật. Nhưng chủ thi đấu thật. Đang sáng tốt thì trong mọi điều kiện. Tôi mấy đầy máy rồi, quay méo rồi. Có chỗ xe lạnh rồi, quay gì nữa. Tối muộn ở đây hôm nay khoảng 8 giờ, 9 giờ anh em làm vẫn ở lại thì để em sang chuyển tiếp nhá. Ở mấy đâu về? Sáng ăn 18 giờ. Đây, một trong hai bóng này, nào. Tự nhiên là quả vàng hơn rồi. Thế hỏi. Chả hơn đâu. 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 Làm quả đấy em nào. Đợi cũng đặt ở đây lắm. Nó nghe. Ôi chưa làm chưa. Cái này thử dây này mới. Anh là. Dây gì đây? Dây mít. À bên ấy đấy à? Bên tàu đấy à? Thank you.
đi nhỉ? Cái thằng này. Cách hai nhá. Cách hai được. Oh my god.
Cua rồi, đạp vô địch.